một phụ nữ 37 tuổi đang mang thai không may nhiễm dịch, huyết áp xuống thấp nhất ở mức 94, nhịp tim lên tới 135 nhịp trên phút, chiến đấu với tử thần trong suốt 10 ngày. Thai phụ và thai nhi cuối cùng đã bình an vô sự. Vậy trong quá trình đó, liệu đã phát sinh sự việc thần kỳ nào không? Cô Geraldine năm nay 37 tuổi. Đầu tháng 1 năm 2021, cô làm xét nghiệm axit nucleic và nhận kết quả dương tính. Mà khi đó cô đã mang thai 26 tuần rồi. Hai ngày trước đó, cô bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh, nghẹt mũi, khô miệng, toàn thân đau nhức, cả đêm không thể ngủ được. Giống như bị cảm cúm, nhưng cô lại vừa mới tiêm phòng cúm. Khi được chẩn đoán dương tính, huyết áp xuống thấp nhất ở mức 94, nhịp tim 135. Cô bị sốt, cổ họng đau nhức, thở gấp và không thể nói chuyện. Suốt 24 tiếng không ngừng khạc ra đờm. Uống thuốc hạ sốt cũng không đỡ. Điều đáng lo nhất là cô không cảm nhận được cử động của thai nhi. Chồng và mẹ chồng cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã nhiều năm. Chồng cô từng kể với cô về sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng đã thử tập vài tháng, nhưng chưa từng cảm nhận được kỳ tích hay nhìn thấy được sự thần kỳ, nên cô không tin lắm vào việc này. Cô từng gọi điện thoại cho bạn, kể rằng khi khám thai, bác sĩ nói cô bị triệu chứng nhau tiền đạo, có thể dẫn đến băng huyết nặng và đẻ non. Không ngờ người bạn nói với cô rằng, lúc sinh hai đứa con, cô đều bị nhau tiền đạo, nhưng đều sinh đủ tháng đủ ngày, mọi việc đều thuận lợi. Bạn cô còn nói, bí quyết chính là thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cô Caroline như được khích lệ, cô bắt đầu niệm chính chữ này. Cô kể với chồng và mẹ chồng rằng, sau khi niệm chính chữ chân ngôn, cô không còn sợ hãi nữa. Mấy hôm đó, cô ấy niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo cả buổi tối. Ngày 13 tháng 1, khi cô Caroline thầm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, hai tiếng sau cô đổ rất nhiều mồ hôi. Sau đó cô không còn sốt nữa. Buổi tối hôm đó cô luyện công trong hơn 10 phút. Tình trạng của cô thực sự đã được cải thiện. Hai ngày tiếp theo đó cô không còn bị sốt, nhưng khắp người đau nhức. Phía lưng động vào là đau. Cô cũng bị ho khan. Mỗi khi ho cả đầu cũng bị đau nhức theo. Buổi tối khi cô đi ngủ cơn ho còn dữ dội hơn. Cô vẫn không ngừng thầm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Đến cuối tuần, tất cả triệu chứng của đường hô hấp đều đã biến mất một cách thần kỳ. Thể lực và tinh thần của cô cũng càng ngày càng tốt hơn. Mỗi ngày cô đều kiên trì luyện công 20-30 phút. Ngày 28 tháng 1, cô làm xét nghiệm axit nucleic, kết quả âm tính. Ngày 3 tháng 2, cô lại làm xét nghiệm, kết quả vẫn là âm tính. Sau đó cô lại đi khám thai. Điều thần kỳ là, bác sĩ nói, em bé phát triển bình thường, vị trí nhau thai đã ổn định, không bị tiểu đường hay huyết áp cao thai kỳ. Cô khỏe mạnh như một người thanh niên. Các bạn thân mến, nếu như không may nhiễm virus hoặc khi mắc các bệnh nan y khác, hãy thành tâm niệm chính chữ chân ngôn, thần tích nhất định cũng sẽ xuất hiện trên cơ thể bạn. 9 chữ chân ngôn hiển thần tích. Pháp Luân Đại Pháp là đại pháp cao tầng của Phật gia. Chân thiện nhẫn là đặc tính của vũ trụ. Tụng niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, sẽ có thể câu thông với năng lượng thuần chính của vũ trụ. Tâm niệm càng chân thành thì càng có thể điều động những nhân tố chính diện trong vũ trụ và tự nhiên, và nhận được sự bảo hộ của thiên thượng. Từ đó mà gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành.